Hello, xin chào các bạn và tất cả mọi người nha. Hôm nay mình xin giới thiệu đến tất cả mọi người một cơ sở đặt heo quay ngon, uy tín, chất lượng nhất Dĩ An Bình Dương nha các bạn. Heo quay Dĩ An Bình Dương chỉ dùng heo tươi sống 100% để quay, nói không với heo đông lạnh hay heo đá nha nha bà con. Ngoài ra bên mình còn tặng kèm dưa leo và nước chấm miễn phí nha, và miễn phí giao hàng lên tới 30 km bà con. Rồi sẵn tiện đây mình cũng xin giới thiệu luôn là bên mình vẫn cung cấp heo sống chưa quay có kiểm định của ngành thú y nha bà con. Và sau đây mình cũng xin quay cái quy trình làm heo quay cho bà con và tất cả mọi người cùng tham khảo nhé, để lựa chọn được cho mình và gia đình của bạn có một con heo quay ngon chất lượng để đảm bảo sức khỏe cho bạn và cả người thân trong gia đình của bạn nha. Rồi thì mời mọi người cùng theo dõi xem video quy trình làm heo bên mình nha. Do cái công đoạn mà giết mổ thì mình không thể nào tiện quay cho lên cho bà con xem được, thì bà con thông cảm cho mình nha. Sau khi bên mình làm sạch sẻ lông hết rồi á bà con à, bắt đầu là mình treo heo lên cho nó ráo nước nha bà con. Xong mình đem xuống mình ra xương ha, ra xương kỹ càng và kỹ lưỡng á, để khi ướp cho gia vị nó thấm đậm đà nha bà con. Và sau đây mình quay cái quy trình ướp heo sữa nhỏ cho bà con cùng tham khảo nha. Thì nói chung á, heo sữa nhỏ thì mình sau khi mình ra xương xong mình treo cho ráo nước rồi nha bà con, thì mình ướp tầm khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng nha bà con. Sau khi mình đã ướp thấm thời gian 2 tiếng á, 1 tiếng hay 2 tiếng nó thấm rồi đó, thì mình dựng lên nha. Và mình làm sạch cái lớp da bên ngoài và đem quét nước quét làm giòn da nha bà con. Và sau khi mình đã sơ chế quét nước quét làm giòn da rồi, thì mình tới công đoạn là mồi than và nướng nha các bạn. Sau khi mình đã một than lần rồi đó, thì mình bỏ than lên nướng ha. Thì heo này mình nướng tầm khoảng từ 2 đến 3 tiếng nha bà con ha. Sau khi nướng khoảng 2 3 tiếng rồi đó, thì nó đã chín rồi, thì mình đem lại lòng cái khò đó, khò lông lại một lần nữa cho sạch sẽ và định hình những cái chân hoặc là cái cụ lẳng nó mà bà con, cho nó khi là mình quay làm giòn da nó không bị cháy xém đen nha. Sau khi mình đã làm da cho nó giòn lên và nó nóng rồi nha bà con, thì mình gỡ ra và mình đóng gói để đi giao cho khách hàng nha bà con ha. Nói chung thì cái phần heo sữa thì mình đã quay toàn bộ cái quy trình làm bên mình rồi nha. Và tiếp theo đây thì mình xin quay cái quy trình làm heo to và heo quay lớn cho bà con cùng tham khảo nha. Rồi mời bà con tiếp tục xem video nha. Thì vẫn giống như cái quy trình làm heo sữa nhỏ thôi bà con à. Thì cái phần làm lông con đồ ấy, mình thì cũng làm sạch sẽ hết rồi ha. Sau mình cũng treo cho nó ráo nước rồi đem xuống ra xương nha bà con. Sau khi ra xương xong rồi mình sẽ rửa qua nước nước lạnh ấy, rồi hình qua như cho mình con heo quay cho cái nó toàn sạch sẽ, bộ cái quy rồi trình mình đem làm lên heo sữa qua đây mình ướp nha bà con ha. Thì cái heo lớn này thì nó thịt nó dày hơn, thì mình ướp trong khoảng thời gian 2 đến 3 tiếng nha bà con ha. Thì vẫn như giống như heo kia thôi. Sau khi ướp ta thấm rồi á, thì mình cũng treo lên làm sạch cái bề mặt da nha. Và vẫn là quét cái nước quét làm giòn da bên mình nha bà con ha. Nước quét bên mình, giòn da bên mình chỉ xài là mật ong với lại chấm thôi nha bà con ha. Rồi sau khi mình đã quét nước quét làm giòn da rồi đó các bạn à, thì mình định hình con heo lại nha bà con. Định hình là cái hai cái giò sau với lại hai giò trước ha. Nó khi quay nó khỏi bung ra lúc mình trang trí lên khi đỏ thì chắc nó đẹp hơn nha bà con. Rồi mình cũng có những cái công đoạn mà chống cái đùi ngay đùi sau ấy bà con à, là nó chống cái cây ra nó cho cái nhiệt độ nó vô nó vào nó chín đều con heo đó bà con á. Rồi sau khi mình đã định hình một con heo xong xuôi hết rồi, thì
mình mồ thai nhân bà con ha. Cái heo này thì nó khác cái heo sữa nha bà con. Heo này thì mình mồ thai cho nó lần đi, mình bỏ vô bát một đi, xong xuôi cho nó xanh da hết rồi ha. Đó, xanh da hết rồi thì bây giờ mình tiến hành là khò lông hay là cho sạch sẽ lại một lần nữa nha bà con. Rồi mình sẽ lại mình dán những cái phần nào mà nó dễ hay bị cháy ha, ví dụ như tai nè, đầu nè và mông với là đuôi nha bà con, kể cả là những cái giò luôn nha ha. Mình quấn lại cho khi mình quay nhiệt độ với nhiệt độ cao á thì nó không bị cháy xém nè, là để có một con heo nó quay nó đẹp nhưng mà còn ha. Thì sau khi mình cũng đã khâu chuẩn bị đã xong xuôi hết rồi á thì giờ mình mồ than ha bà con. Sau khi mình mồ than lần rồi thì mình quấn bánh vô rồi nha, tới khi nào mình tới nhiệt độ cao á thì mình quay quy trình quay cho bà con cùng xem luôn nha. Bà con nhớ theo dõi video mình nha. Nếu anh chị em bà con gì cô gì chú thím gì đó cảm thấy quý mến mình thì nhớ cho đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người nhiều người biết đến nha bà con. Còn anh chị em bà cô gì chú thím có nhu cầu đặt heo quay thì vui lòng liên hệ và qua hotline 033 496 1379 nha, hoặc có thể là gọi qua Zalo của em nha. Zalo của em là 033 678 5801 nha. Hoặc anh chị em có nhu cầu thì truy cập vào website heoquaygon.vn nha bà con. Rồi thì nhiệt độ cũng đã lên rồi thì giờ mình đang lấy da giòn nha bà con ha. Cái địa chỉ cơ sở của mình thì nằm ở 223/42 đường Bùi Thị Xuân nha, khu phố Tân Phú 2, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương nha các bạn. Đó thì mọi người có nhu cầu thì ghé tại lò mình tham khảo và đặt heo quay cũng được nha. Thì heo quay Dĩ An Bình Dương xin cam kết là luôn luôn đảm bảo độ nóng và da giòn cho tới khi giao tận tay cho khách hàng nha bà con. Và rồi sau khi mình đã quay nhiệt độ cao thì anh em bà con cùng chờ thành phẩm cùng với mình nha. Đây, và đây là thành phẩm sau khi mình đã quay ra đây bà con ơi. Đó, heo quay mèo đẹp tuyệt vời luôn ha. Con này thì quay thành phẩm rồi còn 13 kg nha bà con. Và hai con trên kia là một con quay thành phẩm rồi còn 18 kg, một con quay thành phẩm rồi còn 25 kg ha bà con ha. Thì nói chung là video mình tới đây là cũng là kết thúc rồi. Xin hẹn gặp lại tất cả bà con trong video lần sau ha. Bye bye.